chiếc sạc nguội, loa nghe nhạc, bộ làm mát điện thoại là những vật dụng mà Đặng Bảo Quân đã tự tay làm ra từ những đồ dùng cũ. Từ năm cấp 2, khi bắt đầu với niềm đam mê với môn vật lý, Bảo Quân cũng bắt đầu say mê với việc sáng tạo ra những vật dụng này. Những cái đồ vật của cháu làm ra thì cũng hữu ích. Chẳng hạn như là cháu đi sưu tầm những cái cục pin điện thoại, rồi là cháu lắp ghép lại. Thì chẳng hạn như hôm qua là mất điện thì mẹ vẫn đưa ra dùng bình thường, sạc rất là nhanh. Sau nhiều cố gắng say mê với môn vật lý, kết quả đã bắt đầu đến với Bảo Quân. Năm lớp 9 em đạt giải nhất học sinh giỏi huyện, rồi đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh. Lớp 11 em đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia. Và mới đây nhất, em vinh dự mang về chiếc huy chương vàng Olympic vật lý châu Âu từ Cộng hòa Liên bang Đức. Đây cũng là huy chương vàng duy nhất của đoàn Việt Nam tại kỳ thi này. Lúc mà đứng lên bục để nhận giải thì lúc đó em thấy rất là tự hào và biết ơn những thầy cô đã trực tiếp giảng dạy bồi dưỡng cho mình. Và ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện để em được tham gia cuộc thi này và đạt được giải cao như này. Đột ngột chuyển hướng từ học toán sang vật lý, các thầy cô chính là người đã truyền động lực, truyền lửa để Bảo Quân yêu thích môn học này. Càng học, càng tìm hiểu sâu, Bảo Quân càng thấy môn học này thú vị và gắn bó với nó. Em là một học trò mà có ý chí, quyết tâm và khát vọng, rất là đam mê và cầu thị trong tập, ham học hỏi, khiêm tốn. Dù giành được thành tích cao nhất khi lần đầu tiên mang chuông đi đánh sứ người, song chàng trai trẻ xứ Nghệ vẫn luôn khiêm tốn và tiếp tục nỗ lực, cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tiếp theo.